Hello mọi người, hôm nay mình và Mossian sẽ tổ chức một sự kiện nho nhỏ dành cho các thành viên trong server Discord của mình. Mossian cũng sẽ là người tài trợ chính cho cái sự kiện lần này. Tôi chịu phí Admochi V2. Đấy, vậy rồi sao từ chối được. Và Mossian cũng là chủ của một kênh YouTube tên là Cá Heo TV. Anh em hãy đăng ký kênh của ổng nha. Sau cái pha kêu gọi vừa rồi mà sub của ổng lên là tôi lại được ạc nữa. Sẵn tiện thì server Discord của mình cũng thường xuyên tổ chức tặng ạc do những bạn trong server tài trợ. Thay vì thôi chứ server tôi nhà giàu nhiều lắm mấy ba. Cho nên là đừng chần chừ mà tham gia vào nhóm Discord qua đường link ở bên dưới nha. Giờ chúng ta sẽ đến với phần thể lệ của sự kiện. Thì sự kiện lần này rất là đơn giản luôn. Các thành viên tham gia sẽ dí và đập tôi với lại Mossian. Cứu tôi. Ai mà giả vô mỏ tôi với lại Mossian thành công thì sẽ nhận được Admochi V2. Nếu có trường hợp tôi và Mossian bị hai người khác nhau giết thì hai người đó sẽ phải solo với nhau để giành cái ạc. Về thời gian tham gia thì sẽ không có giới hạn nên chắc chắn cái Admochi V2 của Mossian là bay rồi đó. Xong thể lệ rồi. Giờ tôi chạy đây. Bye bye. Bất ngờ chứ mấy cậu, chơi kiểu này thì ai mà ngờ tôi chạy nhanh như vậy được. Bỏ về ba cộng trái bao đêm, dí hộ cái luôn. Thôi khoan đã, đứng lại đây nhắn tin cái đã. What the hell, có cho nổi cái chạy nhanh vậy. Hên là lúc này tôi chạy thoát được. Nguy hiểm quá mấy ba. Thôi pha nãy tôi tưởng là tôi xong luôn rồi. Ngu dốt. Tới đây rồi chắc không ai dí được tôi nữa đâu. Bất ngờ chưa bà già. Ủa có gì đó sai sai, khúc đó đáng ra phải trúng chứ ta. Đù, tôi quên bật BBB. Xin lỗi Thịnh Cute VIP Bro. Giờ trận chiến mới thật sự bắt đầu, tôi đã bật BBB và chạy sắp mặt. Ui cha Sian bị dí te tua luôn kìa mấy ba. Giờ nếu tôi chạy ngang đây thì mấy cha nội kia sẽ dí đánh ông Sian và tôi sẽ được bỏ qua. Ở đây chắc là hết bị dí rồi, quay lại coi mới được. Khoan đã, bình tĩnh anh bạn, bình tĩnh nào, khoan. Xin lỗi Sian, tôi đi trước. Mọi chuyện hơi nhanh. Giờ để ra coi ông Sian ổng sao rồi. Gì cha Thịnh căng vậy. Sian đi luôn rồi. Tôi còn tưởng là sẽ có pha solo giữa hai người nào đó để giành ạc với nhau. Ai ngờ đâu cha nội Thịnh cho làm hết luôn. Sau cái event này thì bài học rút ra là ông Sian mất cái ạc.